1001 câu chuyện ăn uống của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021. Đi đâu cũng review món ăn với mọi người, livestream với fan cũng ăn. Thì chúng mình qua lại resort và có một buổi ăn trưa. Bởi vì buổi sáng dậy khá là sớm, thế nên là mình đã ngủ gật trên xe. Ăn bánh tráng lại thấy nhớ Việt Nam quá. Hành trình của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 luôn được rất nhiều khán giả quan tâm và chú ý đến. Dường như cũng biết như thế nên nàng hậu đã hóa thân thành cô phóng viên thường trú, nhiều lần review với mọi người về những ngày tại đây của mình. Ngoài quang cảnh và những người đẹp xung quanh thì nội dung video của Đỗ Thị Hà xoay quanh câu chuyện ăn uống rất nhiều. Thậm chí khi livestream với fan, cô nàng cũng không ngần ngại. Trong một đoạn livestream sau khi thi xong vòng top model, nàng hậu đã tranh thủ thời gian ăn uống để tâm sự với người hâm mộ. Qua livestream, mọi người còn biết được cô bạn người Mông Cổ cùng phòng với Đỗ Thị Hà thuộc team thịt bò, còn cô nàng thì ở team thịt gà. You take the chicken or beef? Beef. I'm chicken too. Ngoài ra, nàng hậu còn ăn cả khoai tây chiên khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì vốn nghĩ cô nàng cần giữ dáng nghiêm ngặt. Dù rất nhiệt tình dụ dỗ nhưng vì đã tẩy trang nên Miss Mongolia đã không tham dự livestream của nàng hậu Việt Nam. Nhưng cô ấy đã gửi lời yêu thương bằng cách hét lên rằng I love Việt Nam, khiến chính Đỗ Hà cũng cảm thấy bất ngờ. Trong một lần ra đảo để chụp hình, Đỗ Thị Hà còn nói đùa rằng đến nơi rồi phải ăn ngay thôi vì các món ăn hết sức hấp dẫn. Quả thực đúng như lời giới thiệu của cô nàng, nhìn bàn buffet được chuẩn bị vô cùng hoành tráng đã khiến nhiều người phải trầm trồ. Hơn hết, Hoa hậu Việt Nam 2020 còn thưởng thức nước ép thơm để giải khát và mang đến một ngày mới tràn đầy năng lượng. Món đồ uống được trang trí vô cùng đẹp mắt và thơm ngon, nhìn thôi cũng khiến mọi người phát thèm. Và phải đi ăn ngay thôi, các món ăn quá là hấp dẫn luôn. Một chút nước ép cho một ngày mới năng lượng nào. Trước đó, cô nàng cũng đã từng review các món ăn được ban tổ chức chuẩn bị cho các thí sinh. Từ hoa quả, thịt cá, tất cả đều rất đầy đủ. Lại thêm cả bánh ngọt khiến Đỗ Hà cũng rất thích. Nhưng cô nàng không dám ăn nhiều, mà thay vào đó là phải ăn nhiều rau để tránh béo bụng. Có hôm, cô vừa ăn bánh tráng vừa tâm sự với mọi người về những việc mình đã trải qua trong ngày tại Puerto Rico. Cô còn hào hứng gọi Miss Mongolia ra, nhưng vì nàng hậu ấy đang bận ôn luyện head to head nên không thể tham gia được. Nhưng Đỗ Thị Hà cũng đã có lần cho Miss Mongolia thử món bánh tráng Việt Nam và nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ bạn cùng phòng. Cô còn tích cực dụ dỗ Miss Mongolia đến Việt Nam. Được biết, Đỗ Thị Hà đã mang theo rất nhiều bánh tráng khiến khán giả cũng không nhịn được cười. Ngoài ra, những giai đoạn chuẩn bị của cô nàng cũng thu hút được sự quan tâm không kém. Từ những ngày còn tập thể dục để giữ phong độ vóc dáng ở Việt Nam đến việc chưa học hết cách làm tóc, nên mỗi lần cô nàng làm lại cứ phải gọi về cho ekip tại quê nhà hướng dẫn. Có thể thấy Đỗ Thị Hà luôn mang hình ảnh rạng rỡ vui tươi và không hề cảm thấy áp lực mà vẫn giữ được tình trạng thoải mái tự tin và luôn cố gắng hết mình để có được những phần thi tốt nhất có thể. Sau phần đăng quang của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 đã tạo nên một áp lực khá lớn đối với Đỗ Thị Hà và Kim Duyên khi đang dự thi tại hai đấu trường nhan sắc đình đám khác trong Big 6, các cuộc thi hoa hậu lớn của thế giới. Tuy nhiên, không vì điều đó mà các cô nàng nản lòng, cả hai người đẹp còn đang cố gắng mang về những thành tích tốt nhất cho Việt Nam. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!